Thưa quý vị, và trong khi đó, thời gian này thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bước vào đợt cao điểm chiều cường của năm. Trong lần xuất hiện này, mực nước chiều cường đã vượt báo động 3, đạt mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, khiến nhiều khu vực trũng thấp ngập sâu. Chiều cường là nỗi ám ảnh của người dân thành phố Hồ Chí Minh, đó là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra cơ hội kiếm sống cho những người hành nghề chạy xe ba gác nhờ dịch vụ chở xe chết máy qua đêm, qua điểm ngập. Khoảng 19 giờ 30 phút tối qua, chiều cường tại trạm Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh vượt báo động 3 khi mực nước cao 1m64 gây ngập nặng nhiều tuyến đường. Tại đường Lê Văn Lương, nước ngập gần đến yên xe máy, phương tiện di chuyển được qua đây chỉ có thể là xe tải, ô tô, nhưng nhiều và tấp nập nhất chính là xe ba gác. Nhờ gầm máy cao có thể di chuyển qua đoạn đường ngập sâu, dịch vụ xe ba gác chở xe máy và người vượt chiều cường đã xuất hiện trên tuyến đường này nhiều năm qua. Phí vận chuyển dao động từ 20 đến 50 ngàn đồng cho một chiếc xe máy và người đi kèm. Và cứ mỗi đợt chiều cường, ngày 2 buổi sáng tối, chiếc xe ba gác giúp nhiều người lao động kiếm tiền triệu mỗi ngày.